tuyển nữ Việt Nam thắng câu lạc bộ Eintracht Frankfurt. Trong trận giao hữu với câu lạc bộ Eintracht Frankfurt, Đức, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2, một đầy ấn tượng nhờ các bàn thắng của Bích Thùy và Hải Yến. Cuộc giao tài với Eintracht Frankfurt chiều mùng 10 tháng 6 là bài kiểm tra đầu tiên của huấn luyện viên Mai Đức chung đối với các học trò sau những ngày tập luyện trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2023. Do vậy, ông tung vào sân những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam như đội trưởng Huỳnh Như. Tuyết Dung, Hải Yến, Bích Thùy, thủ môn Kim Thanh, đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và nhanh chóng triển khai các đợt tấn công về phía cầu môn của đội bạn. Phút thứ 9, từ pha phối hợp ăn ý của Huỳnh Như và Tuyết Dung, Bích Thùy đệm bóng chính xác mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Những phút sau đó, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung tiếp tục chơi chắc chắn và tạo thêm nhiều cơ hội. Tuy nhiên các cú sút cũng như đánh đầu của Hải Yến, Bích Thùy hay Trần Thị Thu Thảo đều chưa đánh bại được thủ môn bên phía đội bóng Đức hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1, không nghiêng về đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Trung. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Trung tiếp tục yêu cầu các học trò chơi bình tĩnh, duy trì thế trận, phút thứ 52, sau pha chọc khe của đồng đội, Hải Yến bình tĩnh băng xuống, đưa bóng qua đầu thủ môn đội bóng Đức để nâng tỷ số lên 2, không cho tuyển nữ Việt Nam. Trong hiệp đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng đưa ra một số sự thay đổi người để kiểm tra các vị trí và giữ sức cho các cầu thủ, Thùy Trang và Thay Huỳnh như Dương Thị Vân thay Thái Thị Thảo, Thanh nhã thầy Tuyết Dung và Ngân Thị Vạn Sự thầy Bích Thủy. Phút thứ 66, từ một pha đá phạt góc, các cầu thủ câu lạc bộ Neck Verfurt áp sát góc xa, bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1 đến 2, đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn một trận giao hữu với câu lạc bộ ở vào ngày 15 tháng 6 tại sân vận động Amsem Mezam trước khi rời Đức và di chuyển sang tập huấn tại Ba Lan.